Cảm ơn các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Vợ chồng Vân Trang ăn mừng kỷ niệm 6 năm cưới con gái chiến Spotlight. Tối muộn ngày 9 tháng 1, Vân Trang chia sẻ loạt hình ảnh kỷ niệm ngày cưới với chồng doanh nhân. Theo đó, vợ chồng nữ diễn viên canh bạc tình yêu ăn diện trang phục với màu sắc đồng điệu khi ăn tiệc ở nhà hàng. Họ cũng không quên đưa con gái đầu lòng là Benny theo cùng. Vân Trang và ông xã kỷ niệm 6 năm kết hôn. Thời gian này không quá dài cũng không ngắn, nhưng có thể thấy được nữ diễn viên và chồng doanh nhân vẫn vô cùng tình tứ và hạnh phúc. Trong bữa tiệc, đôi vợ chồng ba con này còn thích thú chụp ảnh selfie cùng nhau. Sau khi có thêm với nhau cặp sinh đôi, Vân Trang và doanh nhân Hữu Quân càng thêm mặn nồng tình cảm. Chiến Spotlight không kém là Benny, con gái đầu lòng của nữ diễn viên. Cô bé 5 tuổi sở hữu khuôn mặt tròn trĩnh, cùng đôi mắt y như đúc từ bọc khuôn với mẹ. Nhiều người cho rằng bé này chính là bản sao hoàn hảo của Vân Trang, cũng như tò mò về diện mạo của hai em bé mới sinh của nhà nữ diễn viên. Bà mẹ ba con hạnh phúc trong tiệc kỷ niệm. Gia đình Vân Trang ăn mừng với gia đình của một người bạn. Vân Trang và chồng ăn mặc đồng điệu khi dự tiệc kỷ niệm. Bên dưới bài viết, rất nhiều khán giả cũng như các sao Việt như Quý Bình, Lương Thế Thành, Phương Hằng, Huỳnh Quý cùng gửi lời chúc mừng đến Vân Trang. Một số bình luận của cư dân mạng: chúc anh chị trăm năm hạnh phúc, gia đình tràn ngập tiếng cười với ba cô con gái dễ thương, viên mãn quá chị ơi, mãi hạnh phúc như vậy nha, dễ thương quá, chúc anh chị hạnh phúc với các con. Bước vào cuộc sống hôn nhân, nữ diễn viên và chồng doanh nhân không tránh khỏi những tranh cãi khi khác biệt lối sống, và qua thời gian họ dần hòa hợp và hiểu nhau hơn. Hiện tại đôi vợ chồng này hạnh phúc khi trở thành bố mẹ của các cô con gái xinh đẹp. Trong dịp Giáng sinh vừa qua, khán giả cũng thích thú với hình ảnh vợ chồng Vân Trang cùng ái nữ đầu lòng đèo nhau trên chiếc xe máy đi chơi. Khoảnh khắc giản dị đời thường nhưng lại tràn ngập niềm hạnh phúc. Vân Trang có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc đáng ngưỡng mộ. Bên cạnh đó, ông xã cũng hiểu rõ công việc giúp cô có thể cân bằng giữa việc gia đình và sự nghiệp phim ảnh. Bạn nghĩ sao về những hình ảnh này của gia đình Vân Trang? Hãy chia sẻ cảm nghĩ của bạn phía dưới phần bình luận nhé! Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.